Okay, before we go to our lesson, every time we always have the vocabulary. So today we are going to study about one reading on page 47 and 48. So before you go that, so please go ahead to the vocabulary. So you have to match the definition with the verb or word. Okay, so I will read for you. Look at the words. We have the word snow, truth, path, those, suddenly, and there. And the definition in A is an adjective, not common, very usual. And B, with this result. And C is an adverb, as B, quickly and unexpectedly. And D is a noun, the quality of being true. And E, the small soft white pieces of ice which sometimes fall from the sky when it is cold, or the white layer on the ground and other surface which it forms. And F is a noun, a route or track between one place and another, or the direction in which something is moving. Okay, I will make it easy for you in Khmer. Chúng ta cùng nâng xem lại rồi. A, we have not common, very unusual. Mình này thà, vì mình chỉ thua mà nào. Okay. And B, with this result, mình này thà, chỉ mùi nâng là tập hòn đi. Okay. C, quickly and unexpectedly, mình này thà, lươn, rồi còn mình ai rụng bằng tục bàn, tại mình ai rụng bằng tục rồi ha. And D, quality of being true, chỉ lệ khả nạ, rồi có quân dùm bát này cả bật. And E, a small soft white piece of eye, chỉ đóng, bỏ xó, tuần, đại chỉ đóng bọc. Đó có hai bề khá với lại bị lừa mệt là bề đã bị chẹt hai đồng bò sò nó cứ bị lệ từ lừa đấy lừa tay vào đấy hai bị bàn bạc cả vì ở tới chỉ tụm rỗng đồng mù nần. Okay. And F, a route or track between one place and another, cứ chỉ plug rồi có trọ rồi viên cái lại mũi nâng cái lại mà tay tiết rồi có tự đáy. So I hope everyone can match with the correct answer, and I will put the number, or I will put the letter A to F. It is represent for the definition, and you just choose the correct word to fill it. Okay, so go ahead.